Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Tên tôi là Phan Anh và hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các anh chị trong một cái bài học tiếp theo của Facebook. Bài học này thì tôi cũng đã nói trong một cái video khác rồi. Tuy nhiên tôi sẽ muốn nói sâu hơn, đấy là bài học là hiểu về giá thầu. Hiện nay thì ở trên Facebook khi các bạn chạy quảng cáo thì chúng ta đều đã có biết cách tính giá thầu. Và trong cái video trước đó tôi đã nói về cách tính giá thầu ở trên Facebook rồi. Thế thì bài học này sẽ bổ sung thêm một số cái thông tin bên ngoài nữa. Thứ nhất là giá thầu là gì? Giá thầu ở đây là cái giá thầu quảng cáo của Facebook. Và cái khái niệm giá thầu tức là chúng ta sẽ thường là chúng ta sẽ không biết giá trước, đúng không ạ? Tiếng Anh người ta gọi là bidding price. Giá thầu tức là khi mình chạy quảng cáo, mình mua quảng cáo của Facebook, lúc đó Facebook mới báo cho chúng ta giá tiền, đúng không ạ? Và cái cách tính giá thầu là tính như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ phải quan tâm đến là cái cách tính giá thầu nó sẽ là gì ạ? Tổng cái số tiền chúng ta chi ra, chúng ta tiếp cận được bao nhiêu lượt, chúng ta hiển thị được bao nhiêu lượt, chúng ta thu được bao nhiêu tương tác, chúng ta thu được bao nhiêu lượt xem video, thu được bao nhiêu lượt truy cập mà vào web. Thì cái đó là giá thầu. Và cái cách tính là tôi sẽ lấy một cái bài toán đơn giản như này. Nếu như bạn chi 1 triệu đồng cho quảng cáo, có đúng không ạ? Thì bạn tiếp cận được 15.000 lượt tiếp cận. Thì chúng ta sẽ lấy 1 triệu chia cho 15.000 lượt đó. Và với một cái đơn vị là CPM. CPM chúng ta tạm hiểu đấy là đơn vị tính cho 1.000 lượt hiển thị. Thì chúng ta tiếp cận được 15.000 lượt tương đương với 15 CPM. Vậy 1 triệu chia cho 15 thì chúng ta sẽ thu được cái giá của một CPM. Và lúc này thì giá của nó áng chừng nó khoảng độ 70.000. Anh chị hiểu ý tôi không ạ? Đó, 70.000 một CPM tương đương với 1.000 lượt hiển thị. Trong cái 15.000 hiển thị tương đương với 15 CPM đó, bạn thu được bao nhiêu tương tác, đúng không ạ? Tất cả những cái hoạt động mà người dùng quảng cáo, xem cái quảng cáo đấy, tương tác với cái quảng cáo đấy, thực hiện cái hành vi đối với quảng cáo đấy, thì Facebook định nghĩa nó là tương tác. Và chúng ta thu được bao nhiêu tương tác thì chúng ta lấy 1 triệu đồng chia cho cái số tương tác như vậy thì ra giá thầu của một tương tác. Và đây là cái giá chúng ta thường xuyên nói chuyện với nhau, là giá thầu của bạn cao hay thấp, đúng không ạ? Cái giá thầu này nó có nhiều loại giá. Giá tương tác, giá xem video, giá truy cập web, giá cài đặt. Nó phụ thuộc vào cái loại hình quảng cáo mà các bạn chọn. Thì cái bài loại hình quảng cáo thì tôi đã hướng dẫn trong một cái video khác rồi, các anh chị có nhớ không ạ? Thì như vậy chúng ta đã hình dung ra về giá thầu. Và hiện nay các anh chị cần phải lưu ý, Facebook cuối những năm 2016 và đầu những năm 2017 là giá thầu tôi cho rằng là tương đối đắt đỏ. Và theo như kinh nghiệm của tôi được biết là giá thầu cũng khá là cao so với những cái năm trước đây, đặc biệt là đối với những cái tài khoản quảng cáo mới, đối với những cái fanpage mới và mới chạy quảng cáo lần đầu thì giá rất là đắt. Nếu như mà bạn chạy thời trang, bạn chạy đồng hồ, bạn chạy túi, giày dép mà cái page của bạn chạy 3-4 năm rồi, chạy thường xuyên rồi, có một cái lượng khách hàng nhất định rồi thì cái giá thầu vẫn có thể là chấp nhận được. Còn những cái page mới thì bây giờ thực sự là chạy cũng rất là khó khăn và cần một cái thời gian và sự kiên nhẫn. Tôi luôn tư vấn với các khách hàng và học viên như vậy. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ quan tâm đến những loại giá thầu. Thì Facebook quy định có hai loại giá thầu là giá thầu tự động và giá thầu thủ công. Giá thầu tự động tức là mình đồng ý là Facebook sẽ tự tính giá thầu cho mình, đúng không ạ? Và sau khi mình đặt chiến dịch quảng cáo, sau một thời gian có thể là vài tiếng hoặc một ngày hai ngày thì chúng ta sẽ nhìn được cái giá thầu của họ, đúng không ạ? Và cái giá thầu này có thể tăng giảm theo thời gian thực. Thế còn giá thầu thủ công tức là mình có thể đặt giá thầu theo cái mức độ yêu thích của mình, mức độ tùy ý của mình. Tuy nhiên cái giá thầu thủ công này không được thấp hơn cái mức giá thầu mà Facebook đề nghị. Thì thông thường hiện nay thì mọi người thường có xu hướng đặt giá thầu tự động chứ không đặt giá thầu thủ công các bạn ạ. Thế những cái loại giá thầu trên tương tác, trên hiển thị, trên cài đặt vân vân thì tôi vừa hướng dẫn rồi. Nó phụ thuộc vào mục đích quảng cáo của bạn và tổng số tiền bạn chi, bạn chia cho những cái số cài đặt bạn nhận được, bạn chia cho cái số tương tác bạn nhận được thì đấy là giá thầu của một cái tương tác đó. Thì các bạn đã được rõ rồi. Nếu mà muốn chi tiết hơn thì các bạn vui lòng truy cập vào địa chỉ facebook.com/ads/manage, để cái địa chỉ mà chúng ta xem quảng cáo, hoặc là chúng ta bấm vào cái phần menu
của trên trang Facebook. Tất nhiên đối với những cái tài khoản quảng cáo đã có rồi nhé, còn những cái tài khoản profile mà chưa có tài khoản quảng cáo thì bạn sẽ không xem được đâu. Xem cái phần quản lý chiến dịch quảng cáo mình sẽ biết được cái giá thầu, được chưa? Cái vấn đề thứ ba đối với giá thầu đấy là giá thầu đắt hay rẻ, cao hay thấp nó phụ thuộc vào điều gì, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta được biết rằng là giá thầu đắt hay rẻ là nó phụ thuộc vào số lượng tương tác hay là cái số lượng mục đích mà mình nhận được, hay lượt xem hay cài đặt hay tương tác hay là truy cập vào web, đúng không ạ? Càng nhiều thì giá thầu sẽ càng giảm. Vậy thì giá thầu đắt hay rẻ nó phụ thuộc vào cái hiệu quả, hiệu suất của quảng cáo, đúng không ạ? Hay quay lại với bài toán nguyên thủy đấy là làm thế nào để tăng được nhiều lượt tương tác, tăng được nhiều cái hành động của mình. Đấy, thế vậy thì lúc này nó quay về các yếu tố hiệu quả của quảng cáo. Thí dụ như fanpage mới hay cũ, nhiều like hay ít like, đúng không ạ? Hình ảnh đẹp hay xấu, chạy loại hình quảng cáo gì, ngân sách quảng cáo nhiều hay ít, quảng cáo thường xuyên hay là mới quảng cáo, đúng không ạ? Sản phẩm đắt hay rẻ, sản phẩm có tính cần thiết hay không cần thiết, vân vân. Những cái yếu tố như vậy nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá thầu của mình, có đúng không ạ? Vậy một cái ý tiếp theo mình cần quan tâm đến là làm sao để giá thầu có thể rẻ. Đây là cái yếu tố mà mọi người rất là quan tâm. Thì như tôi nói, để có giá thầu rẻ thì các bạn cần phải thấm nhuần được các yếu tố hiệu quả của quảng cáo là gì. Thì tôi sẽ chia sẻ trong một cái bài học, trong video ở đây là sẽ có cái bài học là các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quảng cáo. Và mình phải kích được những cái yếu tố này nó trở nên hiệu quả hơn, tốt hơn cho người xem quảng cáo, đúng không ạ? Mình phải hiểu về quảng cáo hơn. Thí dụ như mình chạy video chẳng hạn, mình chạy tương tác với bài viết chẳng hạn, mình chạy remarketing chẳng hạn, hoặc là bây giờ nó có rất nhiều các cái tính năng remarketing rất là hay mà tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn, được chưa ạ? Làm sao để rẻ đấy là phụ thuộc vào các yếu tố quảng cáo đấy. Tối ưu giá thầu tức là tối ưu quảng cáo, làm cho nó rẻ hơn, làm cho nó hiệu suất hơn, bởi vì bối cảnh hiện nay giá thầu rất đắt đỏ so với ngày trước, đúng không ạ? Lượt tiếp cận thấp xuống. Vậy thì cái chúng ta sẽ kết luận cái bài học hôm nay là chúng ta muốn chia sẻ sâu hơn về giá thầu tức là gì. So với cái bài học trước đấy tôi đã nói về giá thầu rồi, thì bài học này tôi muốn nhấn mạnh về một số thứ. Thứ nhất là giá thầu của Facebook ngày càng đắt nhá. Tôi đi dạy 5 năm rồi, so với rất nhiều các giảng viên khác bây giờ các bạn đang học ở trên mạng thì người ta cũng giới thiệu, người ta bán hàng, người ta cũng giới thiệu, người ta đi dạy. Nhưng thực sự là kinh nghiệm thì tôi nghĩ rằng là để có một cái số lượng mà học viên đông đảo và cái thời gian giảng dạy lâu thì cái số lượng giảng viên như vậy cũng không phải là nhiều. Đấy, thì cái việc tối ưu giá thầu nó nằm hoàn toàn vào các yếu tố ảnh hưởng đến giá thầu như tôi vừa liệt kê, được chưa ạ? Fanpage mới hay cũ, fanpage tương tác tốt hay xấu, nhiều like hay ít like, sản phẩm đắt hay rẻ, ngân sách quảng cáo nhiều ít, vân vân. Đấy là cái yếu tố mà tôi muốn chia sẻ, được chưa ạ? Thì cái bài giá thầu này là cái bài mà chúng ta cũng cần phải quan tâm, bởi vì giá thầu nó đắt hay rẻ đấy là nó ảnh hưởng đến hiệu suất của quảng cáo, nó ảnh hưởng đến cái hiệu suất của kinh doanh của mình. Và nguyên tắc là giá thầu rẻ thì sẽ tốt hơn giá thầu đắt. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì giá thầu rẻ cũng không giải quyết được vấn đề, mà phải là giá của bình luận, mà phải là giá của chi phí đơn hàng, đúng không ạ? Mình chạy 1 triệu được 10 đơn thì giá của một đơn hàng là 100.000. Mình chạy 1 triệu mà được 20 đơn thì giá của một đơn hàng là 50.000. Vậy thì giá của một đơn hàng mới là giá quan tâm nhất, được không ạ? Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến về bài học và sự thảo luận của các anh chị đặt câu hỏi với giảng viên và chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo.